Mời em giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và toàn bộ khán giả đang có mặt ở trường quay. Em tự giới thiệu, em là Mai Văn Huy, 29 tuổi, hiện đang làm bảo trì cho một công ty. Dạ, em đến từ Đồng Nai. Thế còn em? Dạ em tên là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, em đến từ Đắk Lắk. Hiện tại thì em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. Cũng ở Đồng Nai. Dạ em, vợ của anh nên em về Đồng Nai ở luôn. Hai chồng từ Đồng Nai lên đây. Dạ. Rồi hai em là lần đầu tiên gặp gỡ là ở đâu? Dạ lần đầu tiên là tụi em gặp nhau ở trong cái đám cưới của một người bạn á. Ảnh là bạn của chú rể, còn em là bạn của cô dâu. Hai tụi em là đi bưng quả, ảnh lại phụ rể. Em nhìn qua thì thấy ảnh cũng đẹp trai. Trai đúng không? Dạ. Mà ảnh cũng lịch sự lắm, ít nói, con trai ít nói thì em thích. Thế còn Huy thì Huy có đĩa cô này không? Dạ nói chung là mới đầu thì cũng có ấn tượng. Em ngó sang một bên thì thấy cô nào cũng xinh hết. Nhưng thấy riêng cô này thì mặt đỏ ke. Đánh má hồng bị lố hay dạ, sao? Không, uống chắc uống cao thủ á. Dạ. Định hỏi đó. Thế là em mới xách bia qua mời. Thì mời được có một ly à, mà bị quất lại hai ly luôn. Thế là em choáng quá, chạy về luôn. Đổ mạnh. Cho cái máy đến tận gần lúc về mới dám qua xin số. Mới xin về bàn thôi mà bao nhiêu thằng nó bu lại. Nó xin. Mẹ mới cho không? Dạ, có cho. Bạn đi 6 tháng sau, ảnh mới nhắn tin cho em là do sĩ diện kêu. Trời, là 6 tháng luôn hả? Dạ, kêu là 3-4 đứa con trai mà cua đứa con gái kỳ quá. Nên là thôi bỏ luôn. Cho tới 6 tháng sau thì anh này mới bắt đầu. Sao mà phải đợi tới 6 tháng sau? Dạ nói chung là em cũng tải Zalo về á. Có số trong đó sẵn rồi nên nó tự trend vô. Thế là em thấy cô này quen quen. Thế là em mới gửi một cái sticker hello. Ai ngờ chắc đang on. Gửi lại luôn. Thế là nhắn qua nhắn lại chắc hơn một tháng á. Thì hôm đó là 30/4. Cô ấy xuống dưới Đồng Nai chơi. Cái là em ghé nhà ảnh, tổ chức ăn uống ở nhà ảnh á. Xong bọn mấy đứa cao hứng dắt nhau đi Vũng Tàu. Ổng chạy ghê lắm chị ơi. Em ngồi sau mà về là em ngồi sau là em khiếp luôn. Là cái cố là... tình để em ôm chặt á. Huy, có gì không? Dạ không. Không gì, kia... thôi đừng chối ông ạ. Em... cái chiêu của mấy ông là tôi biết hết trơn. Hoặc là phóng nhanh, hoặc là chui ổ gà. Cái là em cứ đòi về, cái ảnh hứa là thôi thôi em cứ ngồi đi, anh chạy chậm lại. Cái rồi rảnh lắm đi xuống Vũng Tàu, đánh một vòng cái đi về vậy á. Vậy đó, ừ, đi yêu nhau là chỉ cần ngồi xe vậy thôi mà. Nhưng mà đi với một đám bạn luôn chị. Thì chính vì đám bạn mới vậy đó. Chứ nếu đi mình là ở lại Vũng Tàu rồi. Trời đất ơi, đúng không? Điên. Cái đi về, cái ghé vô một cái quán bánh canh á. Cả đám ngồi ăn. Thì em cũng nói là thôi cái kệ, cái chầu này để em trả đi. Tại vì nguyên ngày nay em ăn free rồi. Thôi cho em trả đi, em ngại quá. Cái mấy anh bạn thôi, đừng để đó, để đó tụi anh trả cho. Anh này rút bóp liền, trả liền, ngăn liền. Dạ, anh Huy trả. Xong rồi đó, em mới con trai thì nói gì làm luôn đi. Em nghĩ anh này cũng có cái tốt, cũng có cảm tình. Lý do đó là nhờ cái quán bánh canh. Đúng rồi. Kể từ cái chầu bánh canh đó cho đến lúc yêu nhau đó, lúc mà chính thức yêu nhau đó là bao lâu? Dạ thì khoảng hơn một tháng sau, trúng cái sinh nhật của em. Nghe là anh kêu thôi anh lên chơi, tổ chức sinh nhật cho em. Thì ngày hôm đó thì em cũng đi chơi với công ty, anh chị cũng tổ chức cho em. Cái là uống cũng hơi say say. Cái anh này lái xe từ dưới Đồng Nai lên á, đợi em ở ngay nhà trọ. Em về là trong cái trạng thái là xỉn em rồi. Dạ say rồi. Cái em đi lên mà em nhìn anh này không có rõ nữa. Em rồi lúc đó cái cảm giác em sao? Dạ em nhìn thấy trời ơi, mặt cũng đỏ ke như hồi mới gặp. Dạ, thế là em dìu lên phòng trọ mà trên lầu 2 lận. Có làm gì không? Dạ không. Em xem nó để ta từ từ. Không, lên đó thì em chỉ nói là anh ơi em mệt quá. Cái là em ngủ thôi. Ngủ một giấc từ 12 giờ tới 5 giờ luôn. Để em ngồi đợi vậy đó. Lúc lại dậy phải chắc đi ói nữa. Có hốt ói không? Dạ có. Đó, thấy chưa? Lên mà hốt mâm luôn. 5 giờ chiều hôm đó thì em cũng ráng em dậy. Thì em cũng ngại. Mà em cũng có hẹn bạn chơi nữa. Xong tối hôm đó dắt anh này chung với cái đám bạn của em. Có nhậu nữa không? Em nhậu không nổi nữa, mấy bạn vẫn uống. Anh này uống. Cái là tới 11 giờ khuya, cái là anh chở em về phòng trọ, cái ảnh về lại Đồng Nai. Chị muốn hỏi em nè, cái cảm giác của em khi mà em thấy vợ em mà uống dữ dằn vậy đó, rồi ói mửa vậy đó, em có cảm giác là em muốn dừng lại không?
Em cũng cái lúc có đó đó. Em nhìn thấy con gái xong mà ấy quá, quá lố ấy. Uống đồ dữ quá, nói chung về cũng nản nản. Là bữa đó là anh về anh muốn bỏ cuộc rồi. Ừ. Cái hai đứa cứ nhắn qua hỏi thăm, nhưng mà hồi hai đứa nói chuyện nó cũng hợp nhau á chị. Anh này thì anh hay kể là anh ở nhà anh nấu ăn, rồi anh nấu nước cho mẹ tắm. Em nghĩ là anh này con trai vậy á cũng khó kiếm. Mà biết nấu nước cho mẹ chắc thương mẹ, chắc sau này thương vợ. Nên là đặc biệt có cảm tình với ảnh luôn lúc đó. Cái thời gian tụi em yêu nhau thì yêu xa mà một tháng thì gặp nhau có 2 lần. Cũng có nhiều lòng mình tuổi thân. Thấy người ta chở người yêu đi rồi tặng hoa rồi các kiểu, mà sao mình Đồng Nai với Sài Gòn cũng đâu có xa lắm đâu chị. Nhiều khi em nghĩ là có khi nào mình đi làm về á, cái 8 tháng 3 cái ổng đứng đâu trước ngõ nhà mình rồi. Cái ổng một bó hoa, ổng chờ mình ở đó. Trời ơi, Hạnh nghĩ vậy thôi. Tưởng có khi tôi nào ổng vậy không? Cứ chờ, ai ngờ về nhà không có gì hết. Cái lên gọi điện cho ảnh. Anh ơi, anh biết hôm nay là ngày gì không? Ảnh kêu, ngày gì vậy em? Ngày gì mà anh thấy bán hoa quá trời luôn. Mình nghe mình thấy bực bội trong người. Cái là em sạc cho một trận. Em khóc sầm lên. Cái là sau đó là mới rút kinh nghiệm là lãng mạn hơn chút xíu. Rồi yêu nhau bao lâu thì làm đám cưới? Dạ tụi em quen nhau chắc được hơn 1 năm ấy. Rồi hai đứa thấy cũng hợp, rồi lén lén rủ nhau đi chụp hình cưới. Giả đò đi chụp hình cưới thôi mà về cưới luôn vậy đó. Vậy là em chưa kịp đỡ tay rồi hình cưới có rồi đó. Bây giờ là cưới thôi. Cưới luôn à, dạ. Rồi cái đêm tân hôn có lãng mạn không? Cái ngày hôm đó ai mời cũng uống hết vui quá hay sao á. Đã vậy còn hả, đi chân không, quần thì sắn ống cao ống thấp. Trời thì mưa, đi chân không lết một lớp đất vậy nè anh. Tới rồi. Cái xong say leo giường ngủ. Trời ơi em lên em thấy cái cảnh mà em muốn bỏ luôn á. Khiếp gì đâu á. Đêm tân hôn là thảm hại lắm. Cũng chèo queo tới sáng luôn. Vậy đó. Rồi cưới nhau về thì anh ấy có nhiều cái tật xấu lòi ra không? Tật xấu của ảnh là ngủ bất chấp á anh. Thứ nhất là nhậu về là không bao giờ tắm. Bay lên giường là ngủ luôn. Từ lúc em về là em phải tống vô nhà tắm, em khóa cửa lại. Rồi trong đó làm gì làm, bước ra cho em lại thơm tho, em mới cho lên ngủ. Tiếp đi. Rồi, ảnh hả là ngủ bất chấp, ngủ đứng, ngủ ngồi, ngủ ở cầu thang, ngủ ở ghế, ngủ ở dưới đất, ngủ ở đâu cũng ngủ được. Trời đất ơi, cơn ngủ đâu mà ngủ lan làm vậy? Ảnh có cái nữa là không bao giờ giặt đồ. Hồi xưa, nói chung là hồi xưa trước giờ là không có giặt đồ, mẹ giặt. Nấu ăn nè, rửa chén thì chịu, nhưng mà mỗi lần mà kêu anh ơi anh vô giặt đồ đi. Không, anh không thích giặt đồ. Có lần em mệt quá anh, hôm nay em bệnh, anh giặt đồ giùm em đi. Em mệt hả? Thôi đồ để mai giặt đi em. Ủa nhưng mà là giặt tay hay là giặt máy? Dạ hiện tại tại có 2 vợ chồng với mẹ không có nhiều đồ nên em giặt tay giặt thôi. Tay thôi có con thì hãy mua máy giặt. Có nghĩa là em bệnh ha em? Ừ, thôi đồ để mai giặt. Em nói đi, bây giờ tới em đó, em nói đi, nãy giờ thấy em cười không à? Vợ em thì được cái là rất là nhát nấu ăn. Đó, thấy chưa? Lười không nấu ăn. Đâu em. Bên đây lười giặt đồ, bên đây lười nấu ăn, ta phải có qua có lợi chứ. Lười ăn nữa cơ. Lười ăn luôn. Dạ, lười ăn nên gầy. Ừ. Dạ. Rồi có cái tật là hay cào cấu ấy. Cào cấu trong lúc nào? Nói chung là nó có nhiều lúc không nghe, có những lúc cào cấu thì thích lắm á. Nó cào cấu trong lúc nào? Bằng đêm hay bằng ngày? Nói chung là mọi lúc mọi nơi á. Ồ, lúc nào cũng cào cấu luôn á. Bực nói gì đó, bực là cấu nhéo không à. Em có bao giờ mà bị thương chưa? Dạ có chảy máu luôn á. Trời ơi. Rồi còn gì nữa? Dạ ngủ thì hay kiểu như là vắt chân vắt cẳng lung tung á, xoay lung tung hết. Nhiều khi ngủ thấy khó thở á, mở mắt ra thấy mình cái giò. À, thường xuyên không? Dạ cũng hay lắm ạ. Tự nhiên đang ngủ tự nhiên thấy núi đè. Rồi còn gì nữa? Dạ có còn là hay kiểu như là mua đồ ấy ạ. Mua đồ nói chung là không kiểm soát được. Dạ thích gì là mua đấy. Là một nhà luôn. Giày dép là 2 kệ. Để không hết. Quần áo cũng thế. Dạ đến khi mà đi đám tiệc hay gì đó cũng kêu là em không có đồ để mặc. Tiệm shopping. Bây giờ em mong vợ em thay đổi gì? Nói chung là nấu ăn thì em nấu cũng được. Em chỉ mong sao mà
ăn nhiều một chút. Với cái vấn đề chi tiêu á thì mình cũng biết hạn chế một chút. Cái gì cần thì mua. Có kế hoạch đó. Thế còn em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em thì chỉ mong Bin vẫn giữ mãi như bây giờ. Tới hồi mà có con á thì mình phụ qua phụ lại, như giặt đồ mình không thích thiệt, nhưng mà sau này vợ làm cái này thì chồng làm cái kia, ảnh phụ em cái việc trong cái việc chăm sóc con nữa. Mà tiền ai giữ nè? Dạ tiền thì cứ tới lương là ảnh chuyển hết qua tài khoản em. Thì gì chuyện rồi. Trời ơi đó, bởi vậy tại sao hỏi câu cuối cùng là chết chốt hạ cái chỗ đó đó. Đúng là phải có cái kế hoạch chi tiêu, hiểu không? Yeah. Đã nghĩ tới chuyện có em bé rồi mà không có kế hoạch chi tiêu là chết. Mai mốt còn đồ em bé nữa, ghiền lắm luôn, thiệt. Nhưng phải có kế hoạch, em hiểu không? Thôi chúc cho hai vợ chồng em luôn vui vẻ, thuận thảo nha. Và mau chóng có em bé. Dạ, em cảm ơn anh chị nhiều. Rồi, cảm ơn tụi em. Dạ.